Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của nhiều dự án trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố phương án tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn. Theo đó, đề xuất áp dụng hệ số K năm 2019 tăng bình quân 0,4 lần so với hệ số năm 2018 ở tất cả các nhóm và khu vực khi tính tiền sử dụng đất. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận chuyển mục đích sử dụng đất vượt quá hạn mức đề xuất áp dụng hệ số K bằng 1,5 lần bảng giá đất. Đất kinh doanh dịch vụ, thương mại, văn phòng cho thuê được đề xuất hệ số từ 1,7 đến 2,5 lần. Đất sản xuất công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng được đề xuất từ 1,5 đến 1,7 lần.